Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn món nem rán khổng lồ và mình đã chuẩn bị tất cả những đồ để làm món nem rán này nè. Dấu quế làm cho mùi thơm của nem rán lên hương vị, còn hành làm cho nem mềm và ngon hơn, cà rốt để tinh mắt rồi. Mình ăn sống rồi các bạn xem nào. Trứng tôi bóc to lên, tỏi nha để cho thêm hương vị nó thơm và ngon hơn, miến và mùng nhĩ nha các bạn nha. Ở đây hành to rồi, đầu tiên mình sẽ thái hành to cho bạn xem. Nó còn tay để rồi bóc vỏ đó. Ui tay mát quá. Đây là cái kính mình mua để chống cay mắt hành tây khi mình thái. Chơi ngầu luôn. Ai mấy mùa bánh trưng rồi mình vẫn chưa làm được cái mâm nem nào to như mâm nem này luôn. Những ai yêu quý mình subscribe và like cho kênh của mình nhé, để mình có thêm động lực ra nhiều clip hay cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Mình đổ rất là đau nhé. Giờ đến giờ mình vừa thái anh tay xong được một đỏ ấy rồi, giờ mình sẽ bạc cà rốt cho các bạn xem. Đây mình bạc cà rốt kiểu này. Các bạn chờ mình trong vài phút nữa mình làm món nem nhé. Sau khi mình đã thái tất cả nguyên liệu với nhau và được như thế này, bây giờ đến giờ mình sẽ chôn các nguyên liệu với nhau để làm món nem rán cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình vừa đi mua hộp găng tay để làm cho găng tay cho tay nó sạch để trộn nguyên liệu cho nó ngon nhé các bạn nhé. Đây, mình đeo găng tay vào đó. Các bạn sẽ đảo đều những nguyên liệu với nhau như thế này. Đảo như nào mình đang đảo thóc ấy. Đây. Đấy. Sau khi đảo mình sẽ cho thêm ít hương vị nữa nha các bạn nha. Cho ít chiên su tỏi ớt này các bạn ạ. Rồi. Cho ít bột canh mì chính nha cho các bạn nha. Cho ít mì chính thôi các bạn ạ. Mì chính ăn cũng mới tháo anh em thường được rồi. Cho ít bột canh nữa nha các bạn nha.
Cho ít bột canh nữa. Rồi hôm nay lại đảo tiếp cho một lần nữa. Đào càng nhiều thì cái này nó càng mềm càng ngon các bạn nhé. Cho hương vị cho đấm vào nhau. Đào khoảng tầm 10 đến 15-20 phút các bạn nhé. Cho hương vị và tất cả những thứ hòa quyện với nhau cho nó thành một món ăn thật là ngon của các bạn nhé. Rồi sau khi đảo xong thì các bạn cho vào một chiếc thớt. Thì mình đi lấy thớt cho các bạn xem. Đây, okay. Cái thớt ra. Cho vào cái thớt và mình sẽ cho vào cái thớt từ từ mình sẽ lấy đồ này. Đây rồi. Mình cho vào cái thớt này được. Mày tháo con da nem ra phát tay nhớt. Đây mình sẽ cho vào cái thớt như này được. Mình sẽ lấy da nem và cho vào để cuốn nha các bạn xem nhé. Mình sẽ đặt da nem lên như này và lấy một ít thôi, nhúng một ít thôi. Đây, đây. Đầu tiên các bạn gập cái đầu nó vào, gập chặt vào các bạn ạ. Cái đầu thật chặt vào, xong cuốn, cứ cuốn theo cái đường cuốn của cái da lem thôi cho nó đẹp. Đấy. Đấy. Mình đã làm xong một cái đây này. Và đợi tí nữa mình dán cho các bạn xem nhé. Để vào trong cái mâm. Cái mâm. Đây mâm, đấy. Kiếp cái mâm chỗ kẹp, đấy cái túi sách. Để tất cả mâm nhỉ. Đấy. Mình sẽ lừa đặt cái mâm như này. Đó các bạn ạ. Lừa tay. Đấy, mình sẽ lấy một ít nữa. Đấy. Đấy, đấy, giải đều ra các bạn nha, giải đều như này, giải đều ra. Cho vừa thôi. Giải đều ra. Để món ăn của mình được thật ngon, giải đều ra thì nó chín đều ở trong các bạn ạ. Đấy, các bạn để cái này. Đó. Các bạn thấy mình cuốn đẹp thì like và subscribe cho kênh của mình nhá. Hồng Suy Vlog nha các bạn nhé. A few moments later. Tiếp theo là để công đoạn dán nem nha các bạn nhé. Mình đang dán nem đây. Huyền à, mới về à, vừa lên giúp anh dán nem phát em. Sao anh dán nhiều ấy? Anh dán được cả xóm hết à? Anh đi dán được cả xóm ra ăn đây em à? Vào giúp đỡ anh đây em. Như này. Để anh cuốn em tiếp. Với mất căng tay đầu ạ.
Đây này em gái tôi nha các bạn nha. Ai thích tán bảo cô nha. Đã học tiếng Hàn nha các bạn nha. Cái đùa. Thật mày học tiếng Hàn cái đùa. Em gái tôi rất đảm đang nha. Rất bình thường nha các bạn nha. Ai mua tán import cho tôi nha. Nick Facebook là gì em? Trời ơi. Em gái đang ngại à. Xinh quá ngại. Xinh quá. Mẹ xinh quá. Ôi xinh ăn học hơi giỏi. Hơi giỏi. Ăn học hơi giỏi. Nhìn vào khán giả quay đi. Anh ơi, trời ơi, nên chín hết rồi. Bấm tay vào đây em ơi. Ôi. Đây là găng tay của anh em ta lốp kim liên của mình nha. Anh em đi bệnh, em chuyển găng tay cho mình để mình nghịch tí thôi các bạn ạ. Mình làm được mâm nem cho rồi. Vì mình gọi các anh em ra rồi. Anh em, món ăn đã xong rồi, dọn đồ để ăn thôi. Các bạn thấy mâm nem của mình có to không? Mình dán. Đây là mâm nem của mình đã làm xong rồi nhá. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Đây các bạn, đây là nước chấm của mình tự làm nhá. Mời anh em ăn nhé. Mời anh em ăn nhé. Mời anh em ăn nhé. Nóng quá. Các bạn thấy ngon và hay thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.